Các bạn, hôm nay di động cao cấp.vn xin giới thiệu với bạn dịch vụ sửa chữa thay mới chân pin của điện thoại Lumia 540 chính hãng từ di động cao cấp.vn. Trên tay mình đây là cả bảng main của điện thoại Lumia 540 chính hãng đang được sửa chữa tại di động cao cấp.vn. Còn đây là cả cụm màn hình xương máy của điện thoại Lumia 540. Đó. Khi đến sửa tại di động cao cấp.vn thì cái chân pin, đây là phần chân pin của điện thoại Lumia 540 của khách hàng bị gãy do dùng pin không đúng chuẩn, do làm rơi phần chân pin của điện thoại Lumia 540 bị rời ra ngoài. Đây là một trong những lỗi rất hiếm gặp trên điện thoại Lumia 540. Khi khách hàng gặp các sự cố liên quan đến chân pin của điện thoại Lumia 540 bị hỏng lỗi, quý hàng vui lòng qua các địa chỉ của di động cao cấp.vn trên toàn quốc để thay chân pin mới dành cho điện thoại Lumia 540 chính hãng. Thông tin thêm về dịch vụ sửa chữa bảo hành điện thoại Lumia 540, quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc liên hệ đường dây nóng 04 66 75099. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.vn sẽ hướng dẫn cụ thể cách khắc phục các lỗi của điện thoại Lumia 540 nói chung và lỗi chân pin của điện thoại Lumia 540 nói riêng. Từ đó có phương án sửa chữa khắc phục các sự cố liên quan đến điện thoại Lumia 540 của khách hàng. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video của di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp dịch vụ sửa chữa điện thoại Lumia 540 hàng đầu hiện nay.